về vợ cho vay 300 hay 500 chẳng hạn để đi chơi đấy, họ kia không cho. Đưa cho thì rất vui vẻ hòa nhã, nhưng không đưa cho bắt đầu trở mặt luôn, không cần biết, trở mặt là chửi luôn, và mình đối lại lại là ăn đấm ăn tát. Cái thường xuyên anh đi về khuya là cứ tầm 1-2 giờ sáng, mà cái tháng chịu thương tình bắt đầu dậy nấu nướng đêm cho anh ăn, tôi cũng dậy bắt đầu làm thì tôi cũng làm để cho khỏi bị đánh. Chồng tôi lúc nào rượu chè tá tình tá tàng, nhìn thấy vợ lúc nào là đánh vợ, đánh tôi lần nào đánh dã man, lấy dây điện quấn mà người đánh tím từ người từ tím xuống. Anh đi đánh tôi mà anh đi vứt ra, anh đóng cửa kính lại, xong anh khóa cửa ngoài, tôi làm không biết bao nhiêu tiếng ở ngoài. Khi tôi tỉnh dậy thì anh ấy đóng cửa kính, tôi lại phải làm ở ngoài. Anh đánh không lôi tôi ra ngoài vứt. Anh ấy đánh tôi là tôi nhớ nhất là một lần là dao đâm, một lần là ném búa đình, với một lần chai rượu ném thẳng vào mặt tôi. Kể cả lúc vợ chồng quan hệ nhau tôi chưa bao giờ được lời nói nào của ông ấy ngọt ngào bao giờ cả. Cứ ông ấy vào ngủ là ông ấy lôi, thích lúc nào là ông vào ông lôi và ngủ, không được câu chuyện câu trò, ông ngủ là ông lột ra ông ngủ, là không được nói những cái câu chuyện gì tình cảm gì với vợ cả. Cứ vậy đành cắn răng anh chị, đôi lúc rồi xấu hổ quá lắm, mà có con mà ông ta vẫn lôi vào, tôi xấu hổ quá không biết làm nào. Làm gì có chuyện mà nó làm bình thường cho mình, nó mà đã ấy thì thôi ấy, có mà khéo lúc đấy cắn lưỡi mà chết thì nó cũng thế mà làm. Suốt 2-7 năm trời tôi thì ngủ yên ổn là gì được, khoảng vài tháng rồi. Còn có 1 tháng tôi chạy thì những 20 ngày đi ngủ lang thì biết thế nào mà được yên ổn. Cứ tháng thì tôi chỉ được ngủ ở nhà chục ngày, tôi phải chạy lánh suốt, không chạy lánh sợ ông đánh đập. Hận lắm chứ, hận thấu xương thấu tủy, nhưng mà vẫn phải nhìn bà được con, vẫn phải tươi cười hớn hở. Mà tôi bỏ nhà chồng nhiều lần rồi, nhưng mà thế nào tôi lại anh ta biết hối lỗi, anh ta nguội, anh ta lại xin lỗi tôi lại lúc ý lại quay ra trở về nhà chồng. Thậm chí anh đi hết những nọ kia nhưng mà anh về vẫn kiểu anh về anh ân ái cái câu vợ yêu ấy để che lấp bỏ cái sự giả dối đó đi đây. Nhiều phụ nữ thì nói rằng là nhiều khi họ đã nghĩ đến những cái giải pháp rất là tiêu cực, chẳng hạn như là muốn tự sát hay là không biết là làm như thế nào để giải quyết những cái bức xúc, những cái vấn đề của mình. Thế rồi họ cũng rất là đau khổ khi mà con cái phải chứng kiến những hành vi bạo lực giữa cặp vợ chồng, và đấy là cái điều mà làm tăng cái cảm giác bế tắc của họ. Tôi bất ngờ nhiều lắm, tại vì là những người mà người ta rất là trâm bề ngoài, người ta rất là hạnh phúc, người ta đi những cái con xe tiền tỷ người ta đến ấy, nhưng mà người ta bị bạo lực gia đình, người ta cũng y như tôi, người ta cũng giấu, người ta cũng sợ họ hàng hai bên biết, người ta cũng sợ hàng xóm biết, người ta chỉ tâm sự khi người ta mở lòng gần gũi với tôi thôi. Tôi cứ nghĩ là vợ chồng thì nó là chuyện gia đình, nên là tôi không, thậm chí tôi còn không muốn nói chuyện với ai là tôi bị đánh hay là như thế nào cả. Mà cũng không muốn nói những cái chuyện chẳng hạn như là cãi nhau rồi, thì nghĩa là mình cũng muốn là bao bọc làm sao để cái gia đình mình nó thật, ở bên ngoài người ta nghĩ là thật đẹp đẽ. Mẹ em luôn nói là 3 đứa con là cái tài sản quý giá nhất của mẹ. Và em thì sau này còn làm giáo viên nữa, thì mẹ muốn là kiểu xây dựng gia đình kiểu mẫu ấy. Đấy, cho nên là mẹ em đã chịu đựng như thế, em nghĩ đấy là lý do. Tôi thấy tôi sai lầm quá. Sai lầm là vì tôi đã bao bọc những cái hành động gọi là bạo lực của người chồng quá nhiều năm, để dẫn đến coi như là đến lúc mà người chồng này có thể đánh được tôi thì có thể là đánh được cả con mình.
Và tôi chứng kiến được đánh con trước mặt tôi đã quyết định tôi không bao che cho người chồng này nữa, và tôi đã đồng ý để cho con nhờ đến pháp luật, để pháp luật can thiệp để cho sự bạo hành này chấm dứt, không thì sẽ lây lan đến các con của mình.